coi thịt hơi dày lên. Một đĩa đậu kho thêm tôm lắc thịt mỏng mỡ nhiều tổng lều bị dài và cổng tổng như vậy đó. Muối xả, muối xả. Ba này ăn hết thôi, chúng còn ăn biết phê là ba này ơi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Madam Thương Vlog. Nào bây giờ chúng ta cùng coi coi các chị phó trưởng ban tổ chức Kim MC bất đắc dĩ này chỉ làm gì mà chỉ lật kịch bản quá trời vậy. Hai cô MC, một cô thì mảnh mai rất là dễ thương, còn một cái chị thì ú ú rất là sang trọng. Còn mấy chị này không biết là đứng ở đây làm cái gì mà ngay hàng thẳng lối dữ. À, bắt đầu mình thấy xuất hiện hai cô nhà bếp đằng kia rồi. Té ra là chuẩn bị tới giờ ăn các bạn ạ. Thảo nào, tới giờ ăn cho nên là tất cả đều sẵn sàng mà ai nấy cũng cười vui vẻ. Chuẩn bị ăn mà. Đó. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra cái bàn ăn coi coi cái bữa ăn của sinh viên YK9 ngày hôm nay gồm có những món gì nhé. Đi thôi. Chuẩn bị tái hiện mâm cơm sinh viên thời bao cấp đó. Trời ơi, thịt này nó dày lắm nha, thịt kho cơm nhão. À, thịt nhà đây sắc thiệt là không có được này. Muối xả vậy là bây giờ là sướng rồi, mấy chú ngày xưa rồi trong hai chiếc cắm rồi đó, đây dày quá. Đây là gì nè, đó có được gì đâu. Cái này cũng nhiều rau quá. Thôi mà bà Mai đã làm được vậy là tốt rồi. Vậy là đã khen. Rồi. Rồi ăn cơm các bạn ơi, tới giờ cơm rồi. Còn đó đúng ra là nước tương là bạn ớt. Cái này là gì đây? Trời ơi. Đâu này cái gì nó phải sao nè vậy? Đó 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 cho thằng Tiến là không có gì ăn. Ngon quá trời ngon. Trời ơi, cơm nhỏ nhẹ. Có được cái thằng cục kia đi. Cái này cái gì ngon quá trời vậy? Cái bà phải về cái gì kìa. Hả? Đó là cái gì vậy? Mới thấy chưa, mới hỏi cái là hả? Bụng thấy mẹ luôn à. Nhưng mà nó nhỏ cái này nè. Rồi. Rồi. Cái này rồi. Bye.
các bạn ơi. Điều này mình ngủ sớm, tận chiều thảnh chẳng về lớn lớn mình ngủ đó. Trời mình ngủ à? Tới luôn ăn đi, ăn đi. Ủa vậy hả trời? Vì nay là học tỉnh giảng hả? Ừ. Rồi tối không luôn sao? Tối không luôn luôn. Chết cha rồi. Ba. Ê, quán của ba. Bao cấp lớp IK9 tái hiện đến đây là hết. Madam xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn vào buổi trình diễn văn nghệ của lớp IK9 trong clip sau nhé.